Silari. Đoàn Văn Hậu chuyển vào. Đánh đầu. Không vào, đá bôi. Vẫn không vào. Tình huống lộn xộn. Và cuối cùng lưới của Sài Gòn đã rung lên. Bàn thắng đã đến với đội Hà Nội sau những nỗ lực ép sân. Văn Phong đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng vừa rồi thì anh đã không thể giữ sạch lưới cho đội nhà. Thời gian của trận đấu còn lại chỉ bằng tính chỉ đánh 10 giây thôi. Nếu trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì sẽ có nhiều người tiếc cho câu lạc bộ Sài Gòn. Khuôn mặt thẫn thờ thất vọng của Văn Phong. Sự giành giật đến từ cả hai phía. Hà Nội giành giật để có thể ghi bàn, còn Sài Gòn giành giật những pha cứu thua để cố gắng giữ sạch lưới. Tuy nhiên cuối cùng Văn quyết thêm một lần chứng tỏ cái duyên của mình bằng hai pha dứt điểm, trong đó có một pha bóng dứt điểm ngay khi bóng bật tay thủ môn đối phương. Văn quyết đã sang tỷ số 1-1 cho đội Hà Nội. Văn quyết đã có 4 bàn thắng ở mùa giải này. Văn quyết đã có số bàn thắng bằng với Silari. Pha đi bóng của Hải Long rất hay. Hải Long cơ. Văn quyết và tỷ số là 4-0. Từ những nỗ lực cá nhân cho tới tính tập thể ở những tiếng đập nhả cuối cùng, Văn quyết là người đã kết thúc pha phối hợp quá đẹp mắt vừa rồi của câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số là 4-0. Niềm vui lần thứ tư đến với các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Đó là bàn thắng thứ 5 của Văn quyết ở mùa giải năm nay. Không quá khi nói rằng Văn Quyết là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở bình diện V-League 2022 cho tới điểm này. Tầm quan trọng với đội bóng, khả năng kiến tạo và ghi bàn. Hãy cùng xem lại cú sửa lòng chính xác của Văn Quyết và tỷ số là 4-0. Tuấn Hải. Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết. Sút xa, tỷ số là 1-0 cho các thủ Hà Nội, rất bất ngờ. Ở phút bù giờ thứ hai trong hiệp đầu tiên thì người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Quyết. Đã có thể thấy là tầm quan trọng của Văn Quyết đối với Hà Nội là như thế nào. Một tình huống mất bóng từ giữa sân của FC Đà Nẵng, tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Tuấn Hải đã chuyền bóng cho Văn Quyết, một tình huống dẫn bóng, một nhịp thôi. Một cú sút bằng chân không thuận. Tỷ số được mở cho cao thủ Hà Nội ở phút bù giờ thứ hai trong hiệp 1. Và tình huống vừa rồi cũng chính là tình huống cuối cùng của hiệp đầu tiên. Hà Nội đã có lợi thế trước khi hiệp 1 kết thúc. Và người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Quyết. Sẽ có rất nhiều những sự khó khăn cho SV Đà Nẵng trong hiệp đấu thứ hai khi Hà Nội đã có được sự giải tỏa. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ cho những phút để chuẩn bị quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2. Ngọc Sơn xin kính chào quý vị. Tấm thân nhiều đã xin kính chào đại diện.